Tuyển sinh đại học năm 2018 hứa hẹn sẽ là một tuyển sinh sôi động, trong đó thì có một số cơ sở giáo dục đại học đã đưa ra những phương thức tuyển sinh mới tiệm cận với cách thức tuyển sinh của các trường đại học trên thế giới. Phóng sự ngay sau đây là những điểm mới mà rất nhiều thí sinh và bậc phụ huynh quan tâm. Theo thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 mà Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố, năm nay trường tuyển sinh trên 8.500 chỉ tiêu, theo học 104 chương trình đào tạo. Ngoài hai cách xét tuyển cũ là dựa trên kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực còn hạn sử dụng do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, thì năm nay trường mở thêm hai phương thức xét tuyển. Đại học Quốc gia Hà Nội là áp dụng những cái chứng chỉ quốc tế để xét tuyển vào Đại học Hà Nội, trong đó có xét tuyển theo cái chương trình A-Cambridge của Anh và chương trình SAT của Mỹ. Thì cái chương trình SAT đó là cái điểm mới của năm nay trong cái phương thức xét tuyển Đại học Hà Nội. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, đó là về chương trình đào tạo, thì Đại học Quốc gia Hà Nội thì đã mở rất nhiều chương trình đào tạo mới để đáp ứng được cái xu hướng mới của đất nước và của quốc tế, đặc biệt là những chương trình đào tạo có liên quan đến cái công nghiệp 4.0. Tương tự, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đưa điểm thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào là một trong những điều kiện xét tuyển vào trường. Ngoài ra, theo định hướng từ năm 2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tuyển sinh hai kỳ một năm, kỳ mùa thu và mùa xuân. Tổ chức kỳ thi tuyển riêng theo dạng bài thi đánh giá năng lực tương tự SAT cũng là một trong những định hướng của trường. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã mở ra một số ngành mới, trong đó có một nhiều ngành, ví dụ như kinh tế phát triển, quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên và môi trường và một số ngành khác. Vốn trước là các chuyên ngành nằm trong các cái ngành, thế hiện nay đã có những ngành đó đã có mã ngành cấp 4. Vì thế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nâng, nói cái khác là tách các cái chuyên ngành đó ra thành một ngành riêng. Ngoài việc có nhiều điểm mới trong phương thức xét tuyển để tạo lợi thế cạnh tranh, nhiều trường đã đưa ra những điểm mới trong đào tạo như đẩy mạnh kết hợp với doanh nghiệp hay đào tạo song bằng kết hợp với chương trình cấp học bổng, học phí ưu đãi cho sinh viên. Chúng tôi thì đặc biệt chú trọng tới kỹ năng nghề của các chuyên ngành đào tạo trong nhà trường trong quá trình đào tạo. Đó cũng là cái lý do mà sinh viên của chúng tôi có thể có việc làm ngay từ khi sinh viên chưa ra trường. Chúng tôi dành cái quỹ học bổng rất là lớn cho các sinh viên có điểm đầu vào cao và hoặc là cái quá trình đào tạo có cái kết quả học tập cao, và thậm chí là với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc là gia đình chính sách. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2018, tất cả các trường đại học phải thực hiện tự chủ tuyển sinh. Việc đa dạng hóa hình thức xét tuyển là hướng tới thực hiện mục tiêu này.